Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đến kênh Nhã Vlog nha mọi người. Thì mình là Danh đây, thì qua anh em mình có chuyến đi Sài Gòn để mua những cái đồ cấp cứu từ thiện đó, thì rồi sẵn ghé cái giữa sầu riêng của chú Khánh với dì Mai đó, rồi anh em mình có phụ nguyên đêm qua luôn. Mới giờ hồi phía nay rồi anh em mình nghỉ ngơi rồi ngủ sáng giờ nên nó ngủ mình mới thức, thì giờ mình kiếm trò chơi cho tụi nó để nó thức nó kiếm mình nó chơi nữa như vậy. Hồi nãy nó ngủ ở nhà nó mới vô ngồi làm gì đâu gì không có gì. Gì nữa đây, không có gì đâu, tình cảm cái gì tao đết yêu mày. Hey, hello mọi người, mày tâm sự hả? Mày quay clip tâm sự sự gì, quay cho anh tâm sự gì cho này chuột nè. Đó thì giờ phim nó ngủ giống rồi, giờ tới sớm rồi kiếm gì chơi nó đi. Chơi gì vậy hồi biết à, hôm qua nó kêu chơi mày á, là chơi kêu tao chơi gì ăn bấm cho mẹ á, biết rồi. Quên nữa, vậy bên đây định cho mày á. Thôi đi cho anh nó, nó ngủ chơi nó đi cạo hoài, tôi cạo cái mỏ mày bây giờ mày cạo rồi. Mày nhỏ làm gì á, mày nhỏ rồi đây mình ăn chứ mày nhỏ. Cầu máu không rồi. Cầu máu không rồi. Nó đâu chổng á. Kiếm đi. Kiếm đi pha cho tao một bịch nhỏ. Gì vậy? Xem chổng pha bịch máu cho nó đi. Đây đi, pha cho tao đi. Nó đập đầu mày á. Nó đập đầu mày á. Đi chổng pha bịch máu. Cái thằng này muốn làm không mà giỡn tối ngày vậy mày. Ừ. Mày á. Làm thấy mấy chị nhìn không? Đi vô pha cho tao bịch máu đi rồi cái công chuyện gì. Ai biết kiếm đi. Mày đi kiếm đi. Kiếm về đâu? Hai ngày này chiều nó ngủ hoài để yên cái đó hả? Kiếm tao hổ máu đi. Kiếm tao hổ máu đi. Kiếm máu nha. Rồi sao mày không đi với người ta? Mày nó nhỏ nó xài đi. Nó tăm bóng kìa, cho này nó bị vậy đi. Này cho tăm bóng hả? Tăm bóng chảy máu. Rồi cho tăm bóng chảy máu đi. Bữa nay bị miếu không có miếu nữa. Đi nào bạn nghe. Miếu rồi giỡn hoài. Hai hello bảy miếu, xin chào tất cả. Hai hello bảy miếu, xin chào đầu mày. Giờ để mình kêu thôi nó vô làm cho mình bịt máu đi, rồi mình sẽ đặt cái quay rồi mọi người sẽ biết cái màn cho nó như thế nào, cho thằng tắm bóng cho mọi người. Bóng. Để cây đánh ra nhau. Để tao đẩy hơi nhiều quá. Ok mọi người, mình đã quay đây mọi người. Ôi chê mọi người. Crash, great.
nhả ơi, nhả ơi. Gì vậy? Nhả ơi, nhả. Rồi, Rồi, nhả đi kìa. Dẹo, vậy con nhả bị gì kìa? Nó bị động rồi. Trời ơi. Nó bị động rồi. Nó động kinh, bị gớm gì trời. Trời ơi, nhả tới tháng rồi. Nhả. Ê mẹ đi trời. Nhả. Mày tới tháng thì nhả ơi. Mày cái con bị gì vậy? Mày nghe coi. Sợ cái gì vậy? Trời ơi. Hồi nãy bị bật chỉ gì nè. Bật chỉ gì vậy? Chỉ tới tháng vậy. Ừ, thì tới tháng. Không, tới tháng nó mới vậy. Tới tháng rồi, nhá nhả. Nhả ơi. Chị ba. Tới tháng này vậy nha. Tới tháng rồi. Nghĩ sao mày không lấy cái đồ gì mà. Sao mày tới tháng mà không có đi mua này kia, mày bịch ra trời ơi. Anh bị điên cái gì em trai đây tới tháng. Được trời ơi. Sao không mua cái đồ gì mà bịch, mày nghĩ sao mày bịch vậy? Trời ơi, áo dính luôn. Anh dành nha ơi, coi lạ kìa. Coi cái đầu có chảy máu không? Rồi. Coi đâu? Rồi. Lại coi. Tụi mày bóng mày còn tới tháng nữa nha. Tụi mày bóng mày còn tới tháng nữa nha. Không có nha. Để mày tính bóng rồi mày còn gì nữa. Tao nói tụi có mày. Trời. Cái gì vậy? Trời. Gì vậy anh? Tụi mày tới tháng. Rồi tao bóng tới tháng. Tao bóng là bị tới tháng rồi. Cũng gì cái quần cứ quê không à. Quần khô nhìn kìa nó nhiễu nhiễu kìa. Máu nhiễu nhiễu giọng này á. Tới tháng mà. Ghê quá à. Dính máu chứ đâu có dính xít được. Nhưng mà dính cái vậy cho em nhìn là mày hết trơn. Mày móc nhả. Mày gờ. Móc cái đầu mày á. Anh tại coi chừng anh tại ngủ anh tại móc á, tưởng tưởng anh nhả là cô gái. Gán nữa là động kinh kỵ trời ơi. Nhả là bóng thiệt rồi. Nhả là bị bóng thiệt. Không phải, bị bóng thiệt chứ đâu có đâu. Ừ trời. Sao gì bóng mà sao tới hén vậy? Bóng ông nội mày hay gì? Bị bóng thiệt rồi. Thiệt đó, tao nói mày nghe bị bóng thiệt rồi nha ơi. Tới là nè, tới tháng rồi nè. Quyết luôn rồi nè. Quyết rồi, nó đâm quyết rồi đó. Rồi, chào cưng bị bóng thiệt rồi đó nha. Mày bóng mày cãi tao, mày chửi tao đã. Bây giờ mày về luôn nè. Mày nó đá tao rồi. Trời ơi, đi rửa đi, dơ em đó. Đó giờ có gì đâu. Trời nhà sao mày bóng thiệt nha. Mày bóng thiệt rồi ơi. Có đâu. Mà không có sao tự nhiên mày khổ mày cái này ra. Đừng ngủ ngoài trước nữa. Trời ơi, nhà cửa mày ngủ gì chết luôn rồi. Trước đó mày có bạn gái rồi sao nha. Quên nữa. Lấy đồ lao mày. Trời mày ơi. Của mày lao ra mày dám lao. Gì ơi à. Mày dẹo nữa thôi, dẹo rồi. Nói mày bóng mà mày chữ tụi tao. Đâu có, mày sao mày ngộ vậy? Trời không có. Hồi nãy tao kêu. Em muốn chung anh nè. Sao nãy tao biết được? Nó bóng mày lao mày. Đi em mày nha. Nó bóng mày có bóng đâu mà mày nói mày nó có. Nó bóng mày bị vậy. Nói mày cái chữ tao bây giờ vậy nè, hết cháu chưa? Nó mày có. Mày lao đi. Bóng nội mày hay vậy? Bóng nội mày hay vậy? Không có gì mà có lên này. Rồi lao đi, lao đi. Lao đi. Lao đi. Lao lẹ đi, lao lẹ đi. Mày ghê quá. Lao lẹ đi mày ơi. Quá ghê quá cái gì đó mày trời. Mày nói mày bóng rồi mày không tin. Mày hết bóng không? Không. Bóng mày thiệt rồi, gãy lột bằng lỗ đít luôn. Ờ. Sao mày dơ đi nha.
dẻo ngủ chung nó biết mày luôn. Hiểu rồi. Mày ra lỗ nào? Lỗ lít á. Ra lỗ lít á biết cái gì đâu trời ơi là trời. Nè. Nè bị bình chỉ. Rồi. Thì bình chỉ là lỗ lít đó. Rồi. Bình chỉ chảy máu nha. Hè chi cái. Ngồi ghế cái ghế nào nóng hổi chứ. Rồi. Lấy lần nó đi toilet tao nói mày cái tiếng đồng hồ á. Rồi với bình chỉ rồi. Lấy cho mình lấy 8 bốc. Đúng rồi lấy rồi. Lấy cho mình. Mày lại tao có cái gì kinh rồi. Khùng quá đi mày ơi. Thôi đi mày đi. Tao nói mày đủ khùng mày. Tao không biết gì hết á. Nè, máu nè. Không có biết. Không biết gì? Khùng hả? Tao có quay đâu. Mày bóng rồi mày gãi. Thôi, rồi quay vô đó. Quay vô đó. Thôi vô nữa. Bây giờ cho cậu tấm hình đi. Rồi rửa tàu lao vô. Tấm hình đi trời chán với trời. Lên con nó cho đâu bây giờ không nghe nữa. Thôi tao chụp hình tao đang rút cho có người chị mày chị không? Chị không nhả? Tao không biết đâu chị mình. Dành đích chạy tao chụp hình cho. Đi ra mọi người. Tao bóng vlog nha mọi người. Để coi nó chị lỗ nào hả? Mày bị vậy nha, 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 mày b
sĩ tên chị. Mày sợ chết không? Không sợ. Mày sợ chết thì mày tao phải đăng lên chứ. Mày sợ chết đâu. Mày chơi vậy đó mày. Mày chơi vậy đó mấy tao vui lắm. Nó đang bị bệnh chỉ mà mày là bệnh hiếm nghèo mà mày bị bệnh chỉ mà vô tới này luôn á. Không không bây giờ nè, bây giờ cưng thấy cưng có cảm giác nó bị ê bụng không? Không có bị gì hết trơn á. Rồi vậy bị chỉ rồi. Là bị hiếm nghèo quá mọi người. Vậy có... mọi người ai có biết thầy Lan nào có thuốc trị cái bệnh bệnh chỉ lao quan khỉ đau bay khỉ bậy viêm hậu môn viêm lao đất gì luôn á. Sợ hổ môn vậy vậy có gì đâu, hoặc là nó bị bóng nó tới thôi. Bỏ đi bỏ mình hết bóng không. Thì ai có biết người bình người Thái Lan nào thì chỉ cho nó một bài thuốc luôn. Lần đầu tiên mình thấy mấy đám bóng này nó bị bệnh luôn á. Trời trời nhá, chưa có ai bị luôn á. Mày có đi chơi bậy không mày? Đám bóng có không? Tao không có này, tao kêu nó tắt đi, có gì từ từ tao kiếm người bác sĩ tao trị nha. Tao đây, tao đang bác sĩ. Bị vui đó mấy vậy anh em, bị vui đó mấy vậy. Vui, ôi lộn, lộn muốn chết nha. Bộ muốn chết nha. Chó nào? Không biết. Thấy không? Tao gặp cung nữa, gặp cung. Đã nó có té mình tay. Nghĩ sao con trai mày vô đó. Nói mày chơi tao chứ ông nào chứ. Đá mày nè, ông trai mày vô đó, bóng gì vậy? Nó bóng rồi, nó chịu. Thì lỡ bóng. Người ta phái lắm á, mình giả bộ ngại đúng rồi. Nó quýnh mình đi mọi người, mình kiếm thầy Lan tặng. Thôi kiếm thầy Lan giùm nó đi, lại đi. Kiếm người bác sĩ. Kêu mày tắt đi mốt, tôi kiếm bác sĩ khác nha. Không, mình không mình kiếm bác sĩ mà bác sĩ Huy á. Tắt đi. Bác sĩ Huy cho nó. Kiếm người chỉ cho cưng, chứ bây giờ cái bệnh. Đăng video lên. Từ từ mình kiếm người mình chỉ. Bây giờ nè. Sao mười mấy năm trời tao không có bị vậy mà sao mày mới mấy tháng mà bị gì vậy? Không phải, bị. Nè em nói là nếu như bị bệnh nhiều không, nó phải có cái giai đoạn từ từ chứ tự nhiên đâu ra một đống máu gì khùng ha. Thì đó, lúc mà anh đúng qua đập cái ra máu luôn sao? Ừ, à, cũng mày ơi. Tao biết bị gì. Anh nhớ không? Lúc anh ngồi trên ghế đó, cái ghế nóng hổi đó. Trời bị chỉ rồi nha ơi, chỉ về động nặng rồi đó. Nó nóng từ từ sao nó mới ra máu? Cái nó chết rồi nha. Ơi, đây nè, quậy cái đó nó sâu vô vấn đề, bắt đầu mình bị cái vấn đề xì hơi hoài á không? Bắt đầu được đó. Bắt đầu mình đi cầu không được. Hàng chi hồi bữa trên xe anh địch thú quắc. Này nè, kiếm bác sĩ cho nó, mày nói chuyện bác sĩ với tao đi. Nó mày vui lắm gì mày cười quậy vậy? Đúng không? Bồ sao lại? Gia đình mày bị vậy đi rồi mày biết. Sao lại? Anh nói chuyện người động lắm đó. Chồng mày đi. Này hơi nữa. Ê, gì nè, chú đít đi chọc lên. Chồng máu nó tuột rồi. Đi, chỉ ngoài đó, chỉ ngoài đó. Chú lý vậy, đừng có khùng quá, đau lắm. Nào, thôi đau lắm, đừng có gì đi. Chị cái màu hết luôn á.
Thì phải luôn. Phải phải nha. Bỏ bỏ xích luôn. Dễ dãi hết chưa? Hết rồi nha. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Khóc luôn á. Đau là hết rồi đó. Má nói đau chết mẹ. Đau, đau là hết rồi đó nhả. Hết rồi đó nhả. Không. Để nha. Hết rồi, nó hết rồi. Rồi. Bóp. Chúng rồi, chúng rồi. Khách bệnh luôn. Ừ. Chứ giờ này sáng sáng nó nghe này nhả. Một phát ăn luôn. Nghe này, nghe này, nghe này nhả. Mày không có, mày hết bệnh rồi đó. Ừ, mày hết rồi đó. Chị mày hết bệnh. Hãy chị cho con cái nữa nha. Dịch nó ra đây, giang tay nó ra đi. Dịch nó ra đây. Cũng quá, chạy lần này nó hết mai mà còn tụi em là nghỉ ấy luôn. Cái bệnh này nghỉ chơi anh luôn, chưa không? Nhà tôi ba đời chỉ bệnh chỉ. Mày mốt là mày khỏi xinh xắn luôn á coi. Tự em kiếm được anh chị. Ra chị được. Ngoài này có bác xỉu gì á. Đau nó kỳ dữ vậy anh. Mày lì tao chỉ bệnh cho mày. Hết rồi đó, hiện mai là không còn gì đâu. Kệ đi, cứ mặc đi, cứ mặc đi, cứ mặc đi. Hết bệnh rồi. Cứ mặc đi. Được. Nhưng mà biến vô hết đi. Đó, cái gì vậy? Cái đi. Mày đi. Cái đi nè Danh. Thầy sẽ chỉ cho con. Thầy đó. Cái đây nè. Dạ, dạ. Nhắn cho mày nè. Má hợp đồng nha, chơi gì bay. Mày đi chết rồi. Chơi vậy? Nó chơi vậy? Nó chơi vậy? Nó bày mưu, nó cho mày á. Chó đẹp. Ê lộn lộn. Eo quý vị. Lỡ tay. Ôi mình chỉ đó. Lỡ tay. Lấy giọng lâu chứ. Không không anh mở cái gì đâu. Lỡ tại cái cây nó dài quá. Ok mọi người ơi, cái thằng bóng chỉ bây giờ nó phát hiện ra rồi, cái đó là máu giả mọi người. Máu giả nha. Ôi ơi, đó là máu giả đó nha. Anh em mình xin kết clip tại đây mọi người. Nếu hay cũng like đăng ký kênh ủng hộ anh em mình nha. Bây giờ thì bye bye mọi người. Bye bye.